vô thường. Quý vị thấy tâm quý vị chưa bao giờ được thường trụ hết. Vừa mới mất cái niệm này thì cái niệm khác nó lại khởi lên ngay. Do đó cái tâm của mình nó vô thường. Có nghĩa tâm của mình nó nằm ở trong cái sanh và cái diệt. Do đó phải hằng quán cái tâm vô thường để mình thấy cái tâm thường trụ Như Lai. Số 4 tức như là quán pháp vô ngã. Tất cả pháp đều không có thực tánh. Cho nên vì vậy mình không nên sanh ra cái sự ưa muốn. Bây giờ cái gì gọi là pháp? Là những cái cảnh giới bên ngoài, nhà cửa, xe cộ, cha mẹ, anh em, vợ con, những cái sông hồ, đất núi, đó là những cái pháp bên ngoài. Và những cái này nó làm cho cái người mà không tu thường bị đắm nhiễm và bị trói buộc. Bây giờ thầy giảng đến tứ chánh căn. Một là đối với ác pháp đã sanh nên tìm cách dứt trừ. Hai là đối với những ác pháp mà chưa sanh nên ngăn không cho nó sanh. Ba đối với các thiện pháp chưa sanh khiến cho nó hằng sanh khởi. Bốn là đối với thiện pháp đã sanh thì nên hằng tinh tấn làm cho nó thêm phát triển. Bây giờ thầy nói đến cái tứ như ý thần túc. Một là cần dục thần túc, tất nhiên là cầu lòng mong cầu thần thông thiện xảo để cứu độ chúng sinh. Các Bồ Tát sau khi được thanh tịnh tâm rồi thì hàng ngồi tham thiền tìm hiểu những cái cơ duyên để hóa độ chúng sinh. Nếu chúng sinh thấy được những cái phép lạ thì những chúng sinh sẽ phát khởi cái lòng tinh tấn tu hành. Và khi Bồ Tát tư duy như vậy thì Bồ Tát sẽ tìm ra được những phương pháp, chẳng hạn như phép, những phương pháp như pháp bay bổng lên, những phương pháp hóa ra lửa, những phương pháp đi xuyên qua ngói gạch, những phương pháp lặn hợp vào ở trong lòng đất. Đây là những cái phương pháp mà người tu đều có thể làm được hết. Số 2 là cần thần túc. Số 3 là tâm thần túc. Và số 4 là quán thần túc. Đó là tứ như ý thần túc. Bây giờ đến ngũ căn. Ngũ căn thì là Phật tử chắc là quý vị ai cũng biết hết. Đó là nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân và ý. Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. À, ý không có tính vào, bởi vì nó chỉ nằm trong ngũ căn thôi. Khi nào nó nói là lục căn mới có ý trong đó. Bây giờ nói về ngũ lực. Ngũ lực tức là tính lực. Người tu đầu tiên phải có chỉ có tính, có nghĩa là lòng tin hăng say. Thứ hai là phải có tinh tấn lực, là có sự thệ nguyện mạnh bạo. Quý vị mà thiếu lòng thệ nguyện quý vị đi không được. Do đó bên trong cây kinh mà về tịnh độ đó, quý vị phải có tính hạnh nguyện. Thiếu chữ nghĩa là tính hạnh nguyện là quý vị đi không nổi. Thứ ba là niệm lực, có nghĩa là tâm niệm quả quyết. Kiếp này tu thành đạo, không đợi kiếp sau. Nói trong tâm, kiếp này con nguyện giữ gìn giới thể trong sạch thanh tịnh, nhất định đắc đạo trong kiếp này. Con không đợi đến kiếp sau. Đó là tâm niệm quả quyết. Rồi thứ tư là định lực. Tâm lực không bị lai chuyển. Đang tu cái phương pháp thiền. Có người đã nói rằng cái phương pháp mật tâm nó giỏi lắm. Ông tu trong vòng 6 tháng ông có thần thông, cũng khước từ. Giữ phương pháp của mình mà tu. Đây là một cái định lực không có di chuyển. Thứ năm là tuệ lực. Do lòng không còn bị rung động bởi cái sắc trần bên ngoài. Do đó tâm lần lần thanh tịnh. Và khi mà nó lần lần nó thanh tịnh, nó sẽ thấy cái muôn pháp hiện rõ ràng. A Di Đà Phật, giờ này quý vị biết trí huệ đó. Trí tuệ của chư Phật là vậy. Trí tuệ của người đời là dùng cái thức tâm. Dùng cái thức tâm gọi là thế trí biện thông, chứ không phải là trí tuệ. Do học mà biết, do đọc kinh mà hiểu,
chứ không phải là do thiền định mà hành mà thấu đáo. Cái gì mà quý vị do thiền định hành và quý vị thấu đáo gọi là trí tuệ. Quý vị nghe thầy giảng rất rõ ha. Thành ra trong tương lai mà thấy quý vị nào mà nói thao thao bất tuyệt đó ha, nghĩa là thuyết thông mà tâm không thông, đó là coi như là chưa có viên mãn, chưa có đầy đủ. Bây giờ thầy nói đến thất giác chi. Đầu tiên gọi là trạch pháp giác chi. Tất nhiên là mình lựa chọn một pháp môn tu. Và sau khi lựa chọn pháp môn tu rồi thì theo đó mà tu. Không có ngày hôm nay đi hướng đông, ngày mai thấy người ta đi hướng bắc đông quá, cái mình cũng bỏ, mình chạy theo hướng bắc. Tu như vậy là không bao giờ thành đạo hết. Mặt người, người đi, mặt ta, ta tu. Quý vị nên nhớ điều đó. Khi mà đã một lòng giác ngộ rồi thì quý vị không đừng có cầu danh, đừng có cầu lợi. Ai biết mình cũng được, ai không biết mình cũng được. Một lòng nội quán trong tâm. Có như vậy thì thần thông mới tự tại. Còn bằng không quý vị theo người mà đi, thấy cảnh mà vui thì là quý vị tu như vậy cả ngàn kiếp cũng chưa thành đạo nữa. Hôm nay thầy nói hết lòng là tại vì thầy muốn cho quý vị phải rời khỏi những sắc tướng của thế gian. Quý vị đi vào trong tự tánh. Quý đại chúng ơi, quý vị mà vào được cái tự tánh rồi, phát được cái hiệu âm rồi, quý vị đạt được cái sự khinh an của tâm rồi, thầy bảo đảm quý vị không muốn ngó ra ngoài đâu. Nó thanh tịnh vô cùng tận quý vị ơi. Cả một cái không gian, cả tam giới như vậy mà quý vị nằm ở trong cái trạng thái nó khinh an vô cùng tận. Nếu mà nó không khinh an vô cùng tận thì Đức Phật không có truyền đạo đến quý vị để làm gì đâu. Và nếu mà thầy không đạt được cảnh giới này, thầy cũng lên cái pháp tòa để thầy giảng đạo làm gì. Do đó khi mà chư Phật, các chư Bồ Tát đã ngộ được những cảnh giới này, thì muốn đem những cảnh giới này truyền trao đến cho những người nào có duyên, để cho họ đạt được cái cảnh giới này. Quý vị thấy các chư Bồ Tát khi các ngài được những cái gì đó, mà được cái sự thanh tịnh, sự trong sạch của tâm hồn, các ngài không giữ mình. Một cái duyên châu báu như vậy họ không giữ mình, họ chia hết cho mọi muôn loài chúng sinh. Do đó đối với thầy khi mà thầy giảng pháp cho chúng sinh, thầy đem tất cả gan ruột của thầy trình bày ra để chi vậy? Để cho chúng sinh đạt ngộ được. Thứ hai là tinh tấn giác chi, luôn luôn có lòng tinh tấn tu hành, đừng nên có sự giải đãi. Thứ ba là hỷ giác chi, luôn luôn quan hỷ với pháp mình đang tu hành, do đó mình mới đạt được cái sự hỷ lạc. Thứ bốn là khinh an giác chi, tất nhiên là đạt được tâm trí an vui. Thứ năm là luận giác chi. Thứ năm gọi là niệm giác chi, luận niệm giác chi. Chỗ này kêu là trí mà niệm cái pháp thanh tịnh. Chỗ này là trong kinh mà Huệ Năng gọi là vô niệm. Vô niệm có nghĩa là niệm giác chi. Bởi vì quý vị niệm tất cả pháp vẫn còn nằm trong ý thức. Quý vị niệm cái chỗ mà không có pháp mới gọi là niệm giác chi. Cái chỗ này đó là cái chỗ mà thấy được cái bản lai diện mục của chính mình. Nằm trong hoàn toàn vô niệm. Đạt đến cái cảnh giới là vô sở trụ, nhi sanh kỳ tâm. Thứ sáu là định giác chi, có nghĩa là nhờ niệm chân chánh mới đi vào được trong cái cảnh giới định. Và khi mà được định rồi thì cái trí tuệ của mình nó phát sinh. Định đây là gì? Định đây có nghĩa là làm cho cái lòng của mình nó không còn bị chao động với cảnh giới bên ngoài. Cũng như cái mặt hồ cũng vậy, sở dĩ nó bị chao động là nó bị cái gió nghiệp bên ngoài nó thổi, do đó mặt hồ mới chao động. Bây giờ người tu là làm sao cho cái gió nghiệp nó ngừng lại thì mặt hồ nó mới hết lâu, nó mới hết bị lăn tăn, thì lúc đó mình mới thấy được cái bản lai diện mục của chính mình. Thứ bảy là hành xả giác chi,
Hành xả giác chi là cái gì? Hành xả giác chi là quý vị lìa tất cả mọi niệm, lìa tất cả mọi thị phi nhân ngã. Mọi chúng sinh đều có cái thị phi, có nhân ngã chính họ, và họ sẽ có tội đối với cái việc làm của họ. Do đó mình hành xả giác chi là mình tha thứ tất cả. Họ muốn làm cũng được, họ không làm cũng được. Mình đã biết rằng cái luật của nhân quả chi phối mọi chúng sinh, thì mình khỏi cần phải đưa mắt hướng về họ để làm gì. Mình cứ đưa mắt hướng về trong cái nội tâm của mình để tu. Điều đó mới là quan trọng. Rồi bây giờ thầy đến cái bát chánh đạo. Sở dĩ mà hôm nay thầy giảng rộng như vậy là thầy biết rằng có những cư sĩ từ lâu mặc dầu vào trong room nhưng mà không có hiểu thấu được cái 37 phẩm trợ đạo là gì. Do đó ngày hôm nay thầy phải từ bi, thầy giảng cho thật rõ để cho quý vị thấu được cái pháp. Bởi vì khi mình thấu được cái pháp Phật rồi đó, mình mới hoan hỷ, mình mới vui vẻ để tu hành. Còn nếu mình mà không có thấu rõ đó, mình tu nửa chừng mình rớt, dễ rớt lắm. Bây giờ bát chánh đạo, một là chánh kiến. Sao gọi là chánh kiến? Có nghĩa là quý vị thấy rõ được những cái pháp mà chân thật, luôn luôn hành. Nghĩa là nếu mà mình không vào được ở trong cái thực tướng thì mình luôn luôn hành cái thiện pháp chứ không có hành cái ác pháp. Đó là chánh kiến. Thứ hai là chánh ngữ. Chánh ngữ là lời nói luôn luôn trong sạch, lời nói luôn luôn làm cho mọi người được hoan hỷ, vui vẻ. Tại sao vậy? Là tại vì miệng ta là đóa hoa sen, một khi hé nở thì một phen thơm lừng, phải không? Cái miệng mình là đóa hoa sen, hãy biến miệng mình thành một đóa hoa sen, và hãy biến cái hơi thơm của trong miệng mình thành một cái hơi sen để cho mọi chúng sinh đều được nương nhờ A Di Đà Phật. Thứ ba là chánh tư duy. Từ trong cái tư tưởng của mình, từ trong cái động niệm của tâm mình đều phải là chân chánh, không có niệm ác. Thứ tư là chánh nghiệp. Chánh nghiệp là thế nào? Tất nhiên là quý vị vì cái hoàn cảnh sinh sống, vì hoàn cảnh mưu sinh, mình đi làm việc, nhưng mình lựa chọn những cái việc nó thuộc về không có sát sanh hại mạng, gọi là chánh nghiệp. Chẳng hạn như quý vị làm nghề đồ tể, như vậy có chánh nghiệp không? Đây là không. Bởi vì nghề đồ tể là quý vị phải giết heo, mà hãy giết heo thì sao? Mạng phải trả mạng, do đó không chánh nghiệp. Như vậy thì quý vị làm một cái hạnh nghiệp, chẳng hạn như buôn bán cháu gà, như cô ba cháu gà, như vậy có chánh nghiệp không? Cũng không chánh nghiệp. Bởi vì quý vị hằng ngày giết không biết bao nhiêu sinh mạng của chúng sinh, do đó quý vị sẽ bị cái mạng trả đền. Do đó đây không phải là gọi là chánh nghiệp. Rồi thứ năm gọi là chánh mạng. Chánh mạng là như thế nào? Có nghĩa là mình giữ cái thân khẩu ý của mình luôn luôn có sự chân chánh. Phát khởi những cái hành động của mình là phát khởi những cái điều hay, cứu độ những mọi chúng sinh, giúp cho mọi chúng sinh được nên là sự an vui. Nghe không? Thứ sáu là chánh tinh tấn. Có nghĩa là mình làm những điều trên là nó đúng rồi đó. Và mình phải cố gắng tinh tấn. Và làm, hôm qua mình làm có năm mà, thì ngày hôm nay ngồi suy nghĩ, hôm qua làm có năm ít quá, nó không đủ công đức. Ngày hôm nay ráng cố gắng làm cho 10. Rồi tới ngày mốt, ngày hôm qua làm 10 cũng chưa đủ nữa. Đạo Phật nó dài lâu mà mình làm có 10 biết bao giờ mới thành đạo. Cố gắng gấp đôi nó 20. Đó là tinh tấn. Chứ không phải là hôm qua mình tu 11 tiếng, rồi hôm nay cái có khách tới, rồi nói chuyện cái mình quên cái giờ ngồi thiền đi, mình ngồi thiền, mình nói chuyện qua cái giờ ngồi thiền, rồi mình không ngồi thiền nữa. Đó là lui sụp nha. Nếu mà thí dụ quý vị qua cái giờ ngồi thiền, khách về rồi thì quý vị vẫn ngồi thiền. Vẫn ngồi thiền nghĩa là ngày ngồi 1 tiếng, quý vị phải đề một ngày 1 tiếng, như vậy gọi là tinh tấn. Rồi thí dụ tuần rồi mình ngồi được nửa tiếng thì hôm nay mình ráng mình nữa, là tuần tuần nay mình